Đấy các bác xem, có phải mỏng như tờ polia không nhá, tờ giấy nhưng mà là giấy giấy in hóa đơn đấy, mỏng mỏng ánh nắng soi qua đấy, ví von như vậy, các cụ nói như vậy. Đấy các bác nhìn bệ, bệ hơn cả mong đợi các bạn, khắp nơi đều có bệ. Tôi cứ nghĩ là nó là một cây cắt ngang đây và nó không có bệ, nhưng mà tứ diện đều bệ này các bạn. Đấy, mỏng dính, dưới chẳng có vết nhát hạ hiếc nào cả, rất hay, rất hay. Đây, bác xem. Đây, hàng cầm tay đây, rộng 30 đấy các bác nhá, mỏng như tờ polia. Chào các bác, cô chú anh chị, hôm nay lại được có cây mới khoe các bác, cô chú anh chị đây, có cả chậu mới luôn. Giới thiệu các bác và cô chú anh chị cái mẫu chậu tàu, nhưng mà làm theo hàng xuất Nhật các bác, tức là làm theo dáng của Nhật, xuất sang Nhật nhé, nhưng mà nó là hàng tàu, hàng tàu. Đấy thì tôi rất thích cái dáng và cái hoa văn, cái phào chỉ nó đơn giản này, chân nó rõ ràng để đóng cái cây dáng làng này và một số cái cây, một số cái bệ mỏng. Đấy thì cái cây mà cỡ anh em chơi bây giờ mà bê được ấy, một người hai người bê đầm lùn thì thường nó phải rộng ở trên 30 thì mới đóng vừa. Thì những cái tàu cũ thì nó khá là dài, thường chiều dài của nó lại gần như là gấp đôi chiều rộng mà nó bị hẹp. Đấy thì cái mẫu này tôi thứ nhất thích cái dáng, thứ hai là đóng cây vào rất là ok, nó không bị dài mà lại đủ chiều rộng. Thì hôm nay tôi lấy 7 cái. Đấy các bác ạ, thì đây là tôi lấy 2 cái như này, mỗi loại, mỗi mẫu mấy cái, 2 cái như này và một loạt kia, ở dưới kia còn một chồng nữa, đều chữ Nhật đứng thành và cái dáng xuất Nhật này các bác nhé. Đấy rất đẹp, tôi thích cái dáng này, cái chậu này. Đấy, vào cây lực cũng được mà vào cây nghệ thuật, cây tùng cũng được, cũng đẹp, bởi vì bên Nhật họ thường chơi tùng mà. Đấy thì hôm nay thay thí điểm cái cây xanh lá móng này vào cái chậu này. Đấy các bác ạ, thì cái cây này là đang định giữ đến sau Tết để khai mạc này, khai kéo này, nhưng đấy, nó rất nhiều quả, nhưng mà hôm qua có bê lên cầu thang thì nó cũng rộng, nó cũng cái cây này nó rộng quá mà cầu thang lại hẹp, cắt bớt đi một cành rồi thì tiện chậu mới hôm nay về thì vã luôn, thay cái cây này, cây này. Đấy, cây này thì các bác tí nữa tôi cắt ra các bác xem cho dễ nhé, bây giờ nó tùm lắm, quả thì nó vô cùng là nhiều. Đấy, rất đặc biệt, dòng xanh lá móng rất đẹp, lá rất dày, hôm nay nắng ấm thì và nó không bị khô hanh thì tôi thay tốt quá. Bây giờ tôi để lót cái chậu lại rồi rồi trồng cho các bác xem nhé. Các bác xem qua nó một lượt nhé. Đấy, cốt và vách đây, nó kiểu dáng làng thấp và 5 thân, tay chốt cũng khá là ổn rồi, cắt được rồi. Tất nhiên chờ được nó lâu thêm tí nữa thì to thêm thì hay hơn, nhưng mà thôi cắt để thay chậu. Tôi đang kỳ vọng nó sâu khoảng, nó bệ nó sâu được khoảng 5 phân nữa là đẹp. Thì tôi cũng chưa rõ được cái bệ ở dưới thế nào, nhưng mà dữ liệu như này là cũng ngon rồi. Đấy, xanh lá móng nhưng mà được như này là quá ngon rồi. Vách rất tốt rồi. Đấy, tay cút. Quả thì thôi rồi, dằm mập mẫm này. Đấy, chất lá đẹp. Quả đây, quả nhiều vô kể, khắp thân này, khắp nơi này. Quả dễ này. Đặc trưng của dòng lá móng là vậy, quả và nhiều vách. Đấy, làm những cái dáng làng rất là hợp quả này. Ok các bác, tôi hạ luôn để các bác xem nhé, cái này các bác không nhìn được đâu. Đấy, tùm hơi tối.
mùi lâu cắt lấy. Đấy, các bác thấy không? Đấy, mùi lâu cắt lấy.
Đấy các bác xem, có phải mỏng như tờ polia không nhá, tờ giấy nhưng mà là giấy giấy in hóa đơn đấy, mỏng mỏng ánh nắng soi qua đấy, ví von như vậy, các cụ nói như vậy. Đấy các bác nhìn bệ, bệ hơn cả mong đợi các bạn, khắp nơi đều có bệ. Tôi cứ nghĩ là nó là một cây cắt ngang đây và nó không có bệ, nhưng mà tứ diện đều bệ các bạn. Đấy, mỏng dính dưới chẳng có vết nhát hại nào cả, rất hay, rất hay. Đây bác xem. Đấy, hàng cầm tay đây, rộng 30 đấy các bác nhá, mỏng như tờ polia, tờ polia. Đấy các bác nhìn này, phê không? Làm móng kiếm cốt như này hơi khó đấy các bác ơi, nhìn này, nhuyễn này, nhuyễn này. Tôi vừa nhặt sạch hết những cái rễ này, cơ bản là sạch rồi, tí nữa còn nhặt thêm. Đấy, xong rồi đóng chậu, xong rồi cắt cút định hình mặt chính chơi đây. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Đấy các bác xem nhá, cái tay này đúng là phải nuôi to nữa, thôi cắt cho các bác nhìn cho dễ. Đấy thấy chưa, các bác thấy chưa, sạch sẽ chưa. Đấy nhìn chỗ này cũng phê này, mặt này chơi cũng phê này. Đấy, các bác xem như tờ polia, polia. Đấy các bác xem nhá, sắp hết pin rồi đây mà, không biết có trồng xong. Tôi cứ cố gắng tôi trồng để các bác vừa xem vừa theo dõi nhá. Hòm hòm rồi đấy các bác ạ. Các bác xem này. Quả đây. Những cành này đem vào dâm các bác sống ngay. Cũng chỉ thì những cây đẹp thì đâu bắt nguồn từ phôi cả thôi. Chịu khó có đất mà dâm xuống thì nó bò ra thì được cây là ngay các bác. Được cây là ngay đấy. Đấy, toàn là dữ liệu cả. Tất nhiên nó còn bé, làm cây mini. Kiên trì là có hết các bác, chỉ đôi năm thôi là có dáng dấp lại đi bán thôi. Thì người khác lại phải mua lại. Quay trở lại với cây này. Thì khi mà tôi rũ ra thì tôi thực sự bất ngờ, vì tôi không ngờ nó lại đều bệ đều chân chặn như thế. Và đúng như mong muốn của tôi là bệ sâu và đều xuống dưới một mấy phân nữa. Đấy thì rất là ok. Đấy tôi trồng lại. Sau này tôi sẽ bới sâu xuống nữa các bác. Bây giờ vùi cho nó rễ nó buông xuống, nắn lại những cái rễ này khá là chuẩn rồi. Đấy, bỏ đi những cái rễ lôi thôi rồi. Đấy các bác, xong thì
đắp chân cho nó không có nó hở dễ. Đấy, sau này thì tưới hoặc gãi dần nó ra thì nó lộ cái bệ ra. Bây giờ các bác không nhìn thấy được cái bệ đâu. Vừa nãy tôi rũ ra thấy các bác nhìn rõ rồi đấy, thì nó cũng cơ bản như vậy. Tí nữa tôi sẽ gỡ nốt cái rễ này ra, gỡ hết những cái rễ này ra cho nó thẳng căng ra. Đấy, như ví dụ như bên này tôi vừa gỡ hết xong bên này rồi. Đấy, còn bên này nữa. Đấy, một cây dáng làng các bác nhé, rất là đẹp. Đấy, quả đây, quả các bác nhìn đây. Đấy, cứ trồng cứ gãi ra và trồng lại thấy phê các bác, bởi vì mình chưa biết được cái bệ nó như nào mà, thì gãi ra nó được như ý muốn của mình. Đấy, chính là cái chủ ngày xưa mà đang sở hữu cây này cũng không biết bệ nó như nào. Đấy, các bác, cái cây làng đẹp quá, rộng. Cái chậu này rộng khoảng độ 33-36 gì đấy, 35-36 gì đấy. Đấy, các bác nhé, dài khoảng 50. Đấy, đẹp toàn diện, đẹp mọi mặt, được cái dáng làng rất chuẩn chỉ, rất thấp. Đấy, quả đây, tay chốt rất ngon. Bên này nuôi to tí nữa là cắt được, bên này cũng vậy. Bắt một cái mầm ra đây, nuôi phía bên này, đây phía đây. Đảm nhiệm là có hết rồi, có hết vị trí rồi. Cần cái này bắn xung quanh cho to để phần nhánh cái tay này, thế là xong. Cái ngọn đây rồi, đánh một bông về đây, một bông về đây, ngọn lên đây. Đấy, đơn giản thế thôi các bác. Vừa chơi cốt vừa chơi vách. Một cái làng có cốt có vách hiếm lắm các bác, mà dễ bệ dễ nó đều này. Đấy, thôi thì cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Đấy, cũng rất là ưng ý. Chúc các bác nhiều tác phẩm đẹp nhé. Cứ mạnh dạn lên, cứ đam mê là thành công. Tôi tin là như vậy. Và tôi cũng đã được cây đường chợ rất nhiều. Cảm ơn các bác.